Đôi lời tâm sự tối qua. Trời ơi, viết đẹp quá chị. Cô giáo mà em. Trời ơi, đẹp xuất sắc luôn nha. Gửi bao của bé tương lai. Đêm đã khuya, sương xuống phủ cả màn đêm. Có người con gái đang ngồi lặng lẽ, mơ về một mái nhà hạnh phúc. Nơi đó là tổ ấm có tiếng cười đùa của trẻ con bên ba mẹ. Đơn giản lắm, phải thế không? Một cái nữa đó là cái tuổi của bạn cũng hợp với tuổi mình. Là coi tuổi hả? Là về tuổi hả? Là tuổi gì với tuổi gì? Ngựa với này là tuổi gì? Tuổi Tuất. Tuổi thì mạng quả với mạng thủy nó sẽ không hợp. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi của ngày hôm nay. Anh trai đã ngồi đây rồi, có vẻ đang rất căng thẳng và hồi hộp. Nhưng mà bây giờ đợi Tường chút xíu nha. Tường sẽ ra đưa bạn gái của mình vào nha. Ok. Dạ, ok luôn. Rồi, mời chị. Rồi, tiến thêm 3 bước nữa. 1, 2, 3, ghế bên trái. Rồi, mời chị ngồi. Bây giờ mời hai bạn có thể mở mặt nạ ra nha. Để Tường mở cho. Rồi, chào hai anh chị nha. Bây giờ anh sẽ giới thiệu trước cho bên này nghe, lớn lên, to rõ lên về những thông tin cá nhân của mình. Xin chào MC Cát Tường. Dạ. Và xin chào bạn gái xinh đẹp ngồi bên kia của trái tim. Em tên là Trần Minh Hiếu, sinh năm 1978, 41 tuổi. Dạ. Hiện đang công tác tại công ty Nam Phương Việt, chuyên về bộ biến tần và tham vấn cáp. Mình phụ trách bên cái mảng kỹ thuật, kỹ sư bảo trì điện và điện tử. À, quê mình là ở đâu? Quê mình ở Quảng Nam. Vào trong Nam này lâu chưa? Mình được sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Mang Tây Bắc. Vậy là quê ngoài kia thôi. Nhà mình đông anh chị em không? Nhà mình có 6 anh chị em, tất cả đều được lập gia đình hết rồi. Còn một mình nên mình thôi, mình là thứ mấy? Mình là kế út. Dạ, thì mình cũng có một lần đã lập gia đình. Nhưng... Rồi, cái đó chút xíu nữa chia sẻ sau. Tới đó thôi cái đã. Rồi, mời bên đây. Em xin chào chị Cát Tường và chào bạn trai. Em tên là Nguyễn Thị Khuyên. Nguyễn Thị gì? Dạ, Nguyễn Thị Khuyên. Khuyên? Dạ. Khuyên Bảo á? Dạ. Dạ, Nguyễn Thị Khuyên. Hiện tại thì em đang sống và làm việc ở Bình Phước. Còn quê của em thì ở Thừa Thiên Huế. Mình vào Bình Phước lâu mau rồi? Dạ, em vào Bình Phước cũng khá lâu rồi. Hơn 4 tuổi là em đã theo ba vào đây rồi. Mà Bình Phước là ở khúc nào? Dạ, Bình Phước là em ở thị xã Phước Long. Là cái nơi mà về Phước Long xây chiến thắng cuối cùng rồi. Rồi mình đang làm công việc gì ở đó? Dạ, hiện tại em là giáo viên tiểu học ở trường tiểu học Phan Bội Châu. Mình đang sống với ai? Dạ, hiện tại thì em sống cùng với ba mẹ. Coi như là cũng vào trong này hết, ba mẹ vào trong đây hết rồi. Rồi, bây giờ trước mắt là thấy một người là ở thành phố, một người ở Bình Phước. Thấy có gì bất ổn không? Dạ, cũng không thấy vấn đề gì. Có điều kiện mình sẽ xuống đó thường xuyên. Thường xuyên ha. Điều kiện có hay không là do mình tự tạo. Dạ. Năm nay là Uyên mà Khuyên bao nhiêu tuổi? Dạ, em là sinh năm 82, là bây giờ là bắt đầu là 38 tuổi. 82 là 38 rồi ha, 38 bên đây 41. Dạ. Tuổi là cũng đẹp với nhau rồi đó. Mình sẽ giới thiệu chút xíu về cái cá nhân của mình. Có những cái điểm mạnh gì, điểm yếu gì? Rồi, mời em. Thì điểm mạnh của em thì là người sống hòa đồng, thích chia sẻ, biết chơi nhiều môn thể thao. Ví dụ? Ví dụ như bóng đá, cầu lông, bóng bàn, bơi lội. Trừ cái môn khiêu vũ thì mình chưa tham gia thôi. Ngoài ra thì đặc biệt là mình có điểm mạnh đó là hơn nữa đó là không có thuốc, uống rượu, bia thì có chút chút. Kiểu xã giao phải không? Dạ. Vậy thôi, còn điểm yếu gì nữa không? Còn hay là có tật xấu gì nữa không? Điểm yếu thì hơi nóng tính. Thì hay nói thẳng. Vậy tốt thôi, thật ra là nói thẳng thì tốt. Còn nóng tính thì mình kiềm chế lại chút xíu ha. Rồi, thế còn Khuyên, điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Dạ, điểm mạnh của em là năng động rồi. Cũng thích đi du lịch rồi nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Mà nghe anh nói về cái điểm yếu thì em thấy nó có cái trùng của em. Em tức cười. Trùng chỗ gì, trùng chỗ nào? Em cũng nóng tính và cũng thẳng tính. Cho nên là sẽ dễ mất lòng người khác. Trời ơi, hai người này mà hồi nói chuyện với nhau mà hồi cùng nóng, không biết là ai đỡ ai đây à. Nói chung mình phải biết nhịn, cũng lắng nghe nữa, chỗ nào mình cần nóng thì mình nóng nha. Dạ, dạ. Còn điểm yếu còn gì nữa không? Có tật xấu, có điểm yếu gì nữa không? Điểm yếu của em nữa là em hay bị tự ti hoặc là... Tự ti về cái gì? Lớn tuổi như vậy nên bây giờ mình chưa có gia đình với lại chưa có con cái, cho nên mình đi mà đông người hoặc là gặp bạn bè mình cũng có một cái là... mình thấy nó tuổi thân á. Đó gọi là tuổi thân. Dạ. Rồi giờ vô cái vụ tình trường hồi nãy nè. Tình trường mình sao?
Thì em cũng trải qua một lần lập gia đình, rồi cũng chia tay cách đây cũng hơn 3 năm rồi. Hơn 3 năm rồi. Cũng có một cháu gái 8 tuổi hiện đang ở dưới mẹ. Cái cuộc hôn nhân nó kéo dài bao lâu? Mối tình đó, hôn nhân đó kéo dài được 5 năm. Lý do tại sao lúc đó là ly hôn? Thì nhiều lúc lý do là bất đồng về cách sống với nhau, cũng như ít chia sẻ quan tâm với nhau thì dẫn đến tình trạng đó. Không cứu vãn được hả? Dạ, mình cũng ráng cứu vãn nhưng mà một bên cứu vãn thì một bên kia thì không, thì thôi thì đã như vậy thì em ra đi thôi. Thì cũng buồn ha. Rồi 3 năm nay thì mình có mối quan hệ nào khác nữa không? 3 năm nay vẫn chưa chưa có mối quan hệ nào khác. Lý do? Một phần thì tập trung lo cho công việc, hai nữa là cũng lại lo bù đắp cho những cái bé nó không có cha bên cạnh. Và bây giờ thì mình quyết định là tìm một đối tượng để lập gia đình. Dạ. Nếu được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Nếu được thì cuối năm sau mình sẽ tiến tới. Dạ. Rồi còn bên mình thì sao ạ? Tình trường của mình là như thế nào? Dạ, em lập gia đình được 6 năm thì sau đó thì không hợp nữa, cho nên là chia tay. Hiện tại em chia tay cũng là hơn 8 năm rồi. Là coi như lập gia đình 6 năm. Rồi chia tay 8 năm luôn rồi. Dạ. Là coi như hết 14 năm rồi đó. Phí hết tuổi xuân. Ồ. 6 năm rồi mình có cháu nào chưa? Dạ em chưa. Lúc đó là do ngừa hay do không có? Dạ không, lúc đó ảnh cũng có vấn đề cho nên là cũng có chạy chữa. Nhưng mà sau đó thì ảnh có một người khác thì em cũng không thể nào mình như người khác mà có thể là nó đập gan hay này kia. Em cũng có đi gọi là đi xem để gọi là có bằng chứng. Và sau đó em nghĩ nếu mà chuyện tình cảm mà nó không còn thì thôi mình tốt nhất là nên chia tay, chứ em không thích là phải van xin là níu kéo. Nhưng mà khẳng định chắc chắn là người ta có người thứ ba. Dạ có, mà sau khi đó thì công khai rõ rồi. À sau khi chia tay với em thì công khai luôn. Dạ. Mà trong thời gian 6 năm ở với nhau thì ngoài cái việc mà có người thứ ba thì có trước đó có cái vấn đề gì không mà nó dễ ra dạ, như đó vậy? Là vấn đề về con cái. Em thì em rất là thích có con, còn ảnh thì cũng lo cho công việc cho nên là không có quan tâm tới cái việc đó đó. Còn em thì cứ tẩm bổ rồi là nấu thuốc, mà cứ mỗi lần vậy mà ví dụ ảnh nhậu vô một cái là nó không có đạt những cái mà yêu cầu. Nấu là nấu cho ảnh hay nấu cho em? Nấu cho ảnh. À có nghĩa là ảnh là không có về sức khỏe, không có tốt. Dạ. Và có đi khám bác sĩ, dạ, có đi điều trị không? Mà người ta nói là do phía ảnh. Dạ. Rồi sau 8 năm nay sao để chi lâu vậy? Muốn có con thì mình phải kiếm chồng khác để mình sanh nở cho nó kịp thời chứ. Dạ, sao để lâu thì vậy? Thì em cũng kiếm tìm, nhưng mà thời gian ví dụ em đi dạy là em dạy sáng chiều và tối thì ở nhà chỉ có cách là tối mà em muốn cho tiêu khiển riêng cho mình, ví dụ em đi tập yoga hay là tập gym thôi, chứ còn nếu mà không đi đâu nữa là ở nhà. Còn mà bạn bè cùng với lứa tuổi của em thì bây giờ là có gia đình hết rồi, người ta an phận hết rồi. Cũng khổ ha. Bây giờ nếu mà được lấy chồng, lấy cái lịch tính và kiếm ráng đẻ liền. Dạ. À, anh muốn tìm một mẫu người vợ lý tưởng, mẫu người như thế nào? Mẫu người vợ thì cao khoảng 1m52, biết quan tâm gia đình, chia sẻ, có thời gian dành cho gia đình trong những bữa cơm. Đơn giản vậy thôi. Đơn giản. Em rất là dễ chị. Cỡ như chị là được rồi. Như chị là được rồi. Như chị là được rồi. Như mẫu như chị á. Còn mình muốn tìm một mẫu người chồng tương lai như thế nào? Em muốn người đàn ông đó là phải lo cho gia đình, có công việc ổn định và tính tình thì dung hòa, chín chắn, không có keo kiệt, bủn xỉn, hoặc là nói là động tay, động chân, hoặc là dùng những cái lời mà thô tục và ở dơ. Có ở dơ trong này nữa hả? Rồi sao đây, mình có ở dơ không? Dạ không ở dơ chị ạ. Dạ. Sao không biết không ở dơ? Dạ chị có tới biết cái cách là chị test thử coi. Chị test thử coi. Sau đó chị test chị cho mốt bạn gái em test, vợ em test đi chút xíu thì cho cổ qua test. Trời ơi, hình đông quá vậy làm sao người ta lựa được đây trời. Rồi kiếm đi ảnh ở chổng á, cho một gợi ý cho người ta có thể tìm thấy mình coi nè. Trong tầng ở giữa. À thôi, tầng ở giữa, là tầng ở giữa có 4 anh nè, gán kiếm đi cưng. Rồi đâu chị coi hình em nè. Trời ơi, hình này chắc thập niên hồi đó quá hả? Dạ 98. Trời ơi, 20 năm trước đưa dạ, hình. Dạ, cái đó quý lắm đó chị. Rồi cho ta gợi đặc điểm, gợi ý, ta nhận dạng coi nè. Rồi tôi nhìn vậy tôi còn không biết luôn. 20 năm trước. Trời ơi. Trời. Lúc này chưa có chồng luôn. Chưa chồng luôn, lúc đó còn con gái phải không? Chưa chồng luôn. Có đặc điểm gì cho người ta nhận dạng coi, vậy sao người ta nhận ra được trời. Em mắc một mí. Mắc mí, rồi kiếm đi. Rồi 20 năm trước, mắc một mí. Cái này. Đâu, đưa coi, coi một mí đúng không? Hay quá ha, rồi giữ đi lát coi trúng không. Rồi bên đây sao, kiếm cái ảnh chưa, hàng chính giữa. Hàng chính giữa mà có mấy người luôn. Thì đương nhiên mới lựa chứ không lẽ đưa hình một người. Đội mũ đâu biết trắng hay là gì như thế nào. Thì đó, 4 anh đó đó. Anh nặng 60 mấy ký ấy.
À rồi, vậy là phát hiện rồi. Đâu? Đây. Sao phát hiện anh nói hay vậy? Tại vì kêu nặng. Vậy đó hả? Nói chung là số năm tăng lên và số ký cũng tăng hay lên. Hay quá. Rồi bây giờ mời hai bạn hãy nhìn về cái cửa trái tim ha. Cánh cửa này mở ra và hai bạn sẽ kiểm tra xem là hôm nay cái cảm nhận của mình, cảm nhận đầu tiên dành cho đối phương đúng hay sai nha. Xin mời hai anh chị. Đúng không ạ? Dạ, nhìn ngoài đẹp hơn. Nhìn ngoài đẹp hơn hả? Trời ơi. Có người khen không? Cảm ơn. Cảm ơn. Nhìn đúng rồi á. Đúng hả? 20 năm trước mà nhận ra luôn, hay vậy ta. Mình mốt một mí mà chị. Thì một mí, ai cũng một mí mà. Bạn em cũng một mí mà. Cũng 50-50 mà. Rồi, cái này được chưa? Dạ. Tặng ba trái tim luôn. Hôm nay mà mình gặp nhau cũng như là một cái duyên. Anh gửi tặng em bó hoa, chúc em luôn luôn trẻ đẹp. Rồi, em cảm ơn. Rồi. Dạ, em không có gì ngoài cái một ít đôi lời này tâm sự em viết vội tối hôm qua đó. Rồi, cảm ơn. À, thôi. Anh đọc luôn hả? Bây giờ ngồi xuống đi rồi đọc là coi. Đôi lời tâm sự tối qua. Trời ơi, viết đẹp quá gì. Cô giáo mà em. Trời ơi, đẹp xuất sắc luôn nha. Gửi bao của bé tương lai. Đêm đã khuya, sương xuống phủ cả màn đêm. Có người con gái đang ngồi lặng lẽ, mơ về một mái nhà hạnh phúc. Nơi đó là tổ ấm có tiếng cười đùa của trẻ con bên ba mẹ. Đơn giản lắm, phải thế không? Nhưng đó là một hành trình tìm kiếm. Thời gian cứ vô hình trôi lặng lẽ, rồi ai cũng sẽ già. Chỉ có tình cảm sẽ là luôn sinh sôi nảy nở mãi. Mà mỗi thành phần trong gia đình luôn phấn đấu và cố gắng. Nghĩ đến đó thôi cũng dâng trào xúc cảm. Vượt ngàn dặm xa đến đây, mong tìm được chút gì sót lại. Hãy cho nhau cơ hội, vì cùng nhau đi hết cuộc hành trình hạnh phúc nhé. Ba của bé à, có thể giúp mẹ bé một niềm tin, một hạnh phúc. Hãy cho nhau những gì có thể, bởi sau này lấy gì để cho nhau. Cảm ơn em. Đọc thơ hiểu không? Trời ơi, lá thơ người ta cảm xúc, chữ người ta đẹp quá trời đẹp. Mà ổng đọc cho nó chán gì đâu luôn, giật. Trời ơi, sao mà giờ mà có người viết lá thơ mà nó đẹp vậy? Cái này về ép kính nha. Dạ. Ép kính treo lên nha. Hồi xưa tôi cũng đã từng viết bao nhiêu lá thơ cho mấy bạn trai cũ của tôi nè. Mà giờ không biết mấy người đó còn giữ thơ của tôi không nữa. Mấy chục năm rồi mới viết lại. Bởi vậy bà em còn một câu ở trong đó nè, tại vì nó hết giấy nè. Hết giấy. Em có một câu em rất là thích mà không biết anh có làm được điều đó. Nói luôn đi, nói đó luôn là đi. Ăn có thể nửa bữa, ngủ có thể nửa giấc, nhưng không thể yêu bằng nửa trái tim và đi cái con đường hành trình tìm hạnh phúc bằng một nửa được. Không biết anh có làm được điều đó không? Thì anh sẽ cố gắng hết sức đem được niềm vui lại cho em. Dạ. Dạ. Và em cũng kiểm tra coi thử sức anh tới đâu. Cái đó để thời gian cho trả lời cho. Giờ muốn kiểm tra gì? Bây giờ kiểm tra sức gì? Bây giờ kiểm tra sức khỏe ngay tại chỗ. Sức khỏe. Bây giờ còn khỏe không? Còn khỏe không chị? Đất cho tôi 10 cái. 10 cái hả? Ừ. Bớt được không? Không. 10 cái mới đẻ anh nổi. Anh đó là hít nhẹ cho đúng ra, phải em ngồi trên người sao anh để hít mới đúng đó. Đó, nghe chưa? Phải ngồi lên người anh hít nữa đó. Cái này là không phải yêu cầu của chị Tường mà này là yêu cầu của bạn gái. Trời ơi, hít đất là ông trả giá nữa trời. Nghe không? Ta phải coi, người ta sợ, người ta phải coi. Em đếm đi em. Dạ, 1 lên 2. Trời ơi. 3 4 mới có 3 5, à cô. 4 à. 6 5 à. 6 à. 7 cố lên. 8 9 10 xuất sắc. Xuất sắc. Xuất sắc tạm thời thôi. Cái đó mới xuất sắc về sức khỏe bên ngoài. Dạ, thôi. Khỏe bên trong còn chưa biết nha. Dạ. Ta có nỗi khổ cho nên em phải thông cảm. Dạ, dạ. Rồi, hy vọng nếu mà được á là mình tiến tới là mình coi như mình kết hôn xong cái là mình sanh liền. Bạn nào cũng lớn tuổi hết rồi. Dạ. Bây giờ đầu tiên khi mà chị Tường mở cửa trái tim này ra, cái cảm xúc đầu tiên của hai bạn là gì? Khi nhìn thấy nhau. Thấy em đó thì cũng hiền, cũng đẹp. Vậy thôi đó hả? Trong lòng có sốt sang, có rung rinh gì chưa? Cũng rung rung thôi. Rung nãy giờ luôn. À, rung này do hít đất mà. Thấy còn mình à, dạ, Quyên. Em đầu tiên thì em thấy anh dễ nhìn, thiện cảm, sáng khuôn mặt. À. Cảm ơn em. Nói chung là cái đầu tiên là thiện cảm là được phải không? Rồi giờ ăn thua là tìm hiểu nhau thôi đúng không? Rồi bây giờ chị Tường sẽ cho hai bạn một chút thời gian riêng tư để tìm hiểu nhau, trao đổi gì đó một chút xíu rồi chị Tường sẽ quay lại. À, bây giờ là chương trình Hẹn Ăn Trưa, mời các bạn đến với phần ẩm thực với những món ngon của nhà hàng Lạc Thái.
xin mời hai bạn thưởng thức món ăn cơm chiên mắm đặc biệt kiểu Thái. Cơm trắng nè được chiên chung với mắm ruốc Thái, khi chiên lên tạo ra một mùi thơm đặc trưng của mắm ruốc. Cơm nè ăn kèm với thịt heo xào và cùng với đậu đũa, hành tím, tôm khô cùng với xoài và trứng chiên tạo nên một hương vị thơm ngon không thể nào cưỡng lại được. Đây là một món ăn đặc biệt của người Thái nha. Bây giờ mời hai bạn cùng thưởng thức, rồi nhớ là vừa ăn nhưng phải vừa tâm sự với nhau nha. Dạ, rồi chút xíu Tường quay lại, mời hai bạn ngon miệng. Mời em. Mời. Ủa em nói là em ở bên là chỗ Bình Phước hả? Dạ em ở Bình Phước, thì xã Phước Long. Thì Phước Long hả? Anh ở thành phố là ở quận mấy ạ? Ở quận 12. Anh ở cùng với ai? Anh ở với ba mẹ. Ba mẹ anh vô đây? Ừ, ba mẹ anh vô đây thì lâu rồi. Nếu được một tìm hiểu mà mai mốt ví dụ đến với nhau thì lúc đó anh có thể lên Bình Phước không? Thì trong tuần thì mình sẽ được nghỉ chủ nhật, còn ngày lễ thì mình cũng được nghỉ, thì mình có thể tranh thủ thời gian mình chạy xuống. Giả sử hai người đến với nhau gọi là sau này đó, thì lúc đó anh sẽ ở đâu? Ý là mình ở chung á, giả sử vậy. Ừ, thì trường hợp gì đó thì cũng tùy thôi, cái điều kiện của mình cho phép ở đâu thì mình sẽ đi theo đó. Anh quan niệm như thế nào về cái hạnh phúc gia đình? Hạnh phúc gia đình là mình phải biết tôn trọng với nhau, chia sẻ. Có gì vinh cũng có mà nghèo cũng có, khi mà cái lúc mà vinh nữa thì mình chia sẻ nhau, mà lúc xuống nữa thì mình cũng phải chia sẻ nhau, tôn trọng nhau thì mới có hạnh phúc được. Thì đối với em cũng vậy, hạnh phúc ở trong gia đình thì phải chia sẻ, tôn trọng và nên trò chuyện với nhau hàng ngày, vì có những cái mình không nói được, mình tích lũy tỉ cứ từng lúc một ít ít ở trong người, và đến khi mà một cái lúc nào đó mà không thể chống đỡ được nữa thì có thể là việc nó cũng nhỏ mà nó sẽ xé ra và nó vỡ òa. Bản thân em thì cũng một lần đổ vỡ rồi, cho nên em muốn tìm một cái bến đổ nó bình yên và nó mãi mãi. Thường ta nói đàn ông miền Trung là hay gia trưởng độc đoán lắm. Và thật sự em cũng người miền Trung em vậy, mà em mong rằng bây giờ em gặp người này không phải là như thế. À, anh thì anh cũng không gia trưởng đâu. Anh cứ tính anh chỉ hơi nóng rồi anh nói một chút xíu anh bỏ đi đâu đó là anh nguội lại rồi. Đi đâu? Bỏ đi là đi đâu? Đi ra ngoài uống cà phê với bạn. Đi bao lâu quay lại? Cũng tùy theo tâm trạng của mình, lúc đó nó hạ hỏa thì mình sẽ quay lại. Có đi qua đêm không? Không chị ơi. Trong đây là những câu hỏi của chương trình, những yêu cầu của chương trình đưa ra. Các bạn hãy thay phiên bóc mỗi người một lá bài, rồi hãy đọc lớn cái yêu cầu trong này và thực hiện theo nó. Đó là điều kiện của chương trình. Xin mời anh đọc lớn lên. Kể ra ba bí mật mà bạn chưa bao giờ nói với ai. Bí mật thứ nhất là chưa bao giờ nói với ai nha. Suy nghĩ kỹ nha, bí mật nha. Mình ngủ, mình hay há miệng. Ủa sao anh ngủ mà anh biết? Có người nói mới biết rồi, bí mật mà chỉ với mẹ biết thôi. Hả bự hả nhỏ, mẹ có chụp lại tấm hình nào không? Không, mẹ có bỏ cục muối vô là biết rồi. Có bỏ vô luôn hả? Có. Thôi mà cái giờ chị ngủ mà mình cũng đâu có thể nào. Bữa nào hả em đậy lại, hả em đậy lại. Mua cái không, gì lúc mà em bắt chanh. Em ác hơn mẹ em. Còn gì nữa không? Bí mật thứ nhất. Bí mật thứ hai thì mình đi tham dự chương trình Bà Mối Hẹn Hò này, cả công ty chưa biết mình đã là ly dị vợ. Hả? 3 năm rồi, cái này chắc là ăn gian quá. Dạ, đó là bí mật mà. Có nghĩa là công ty không biết. Nói chung thì tại vì công việc của mình ấy hơi áp lực cái này kia rồi. Làm gì không? Không bao giờ chia sẻ chuyện riêng tư nên không ai biết. Cũng có chia sẻ mình thôi, em sống hòa đồng lắm chị. Dạ. Nhiều lúc mình vui vui vậy chứ trong nội tâm mình không biết ai là. Bí mật thứ ba. Bí mật thứ ba thì khó quá ta. Khi mình đi làm về tiền mình cắt, không ai biết trong tài khoản mình bao nhiêu. Mẹ biết không? Không. Hiện giờ là không ai biết hết. Không ai biết. Mà mình biết không? Biết chưa? Biết chưa? Tài khoản mình không biết thì biết cho chị. Không, nhiều khi quên, nhiều khi gì Tường cũng quên. Mà lúc anh có vợ rồi, vợ anh có được biết không? Để vợ cho biết. Rồi, mời bạn gái. Yêu cầu đối phương làm một điều gì đó mà bạn muốn. Rồi mà sướng quá vậy. Phát mồ hôi còn đó chị. Rồi đó. Cô đó làm chót luôn rồi. Chú thỏa mãn cô rồi đó. Cô muốn làm gì cô làm đi. Anh trồng chuối cho anh. Trời ơi, bà này ba hát. Tôi đứng ngát luôn á. Hát luôn á. Ừ. Cô khác không? Cô này không làm được. Nghe nói cổ chứ sao nói chị. Em có thể đổ cô khác được. Tại vì nãy hụt nó chưa, phải coi từ cái đầu nó có cứng nó như thế nào nữa. Cho nên phải trồng chuối. Kiểm tra đủ chỗ đầu. Cái đầu liên quan gì tới chuyện kia. Rồi bây giờ em gái phải bóc một lá bài khác. Mình phải bóc, mình tự làm đi chứ. Bóc một cái chuyện trồng chuối rồi đó. Ừ. Đọc lớn lên coi. Ba điểm bạn thích nhất ở đối phương về ngoại hình. Đó, bây giờ anh được rồi, ngon rồi đó. Em thấy cái lúc mà em gặp và nói chuyện thì em thấy chân thành, hiền lành. Cái nữa là
Tươi sáng. Tươi sáng. Tươi sáng là sao vậy? Em định nói một cái kia nhưng mà em nói thôi. Nói đi, tự nhiên tươi sáng là sao? Ảnh nói chung là đặc biệt hơn với những người khác là sáng láng ở phần trán. À, tươi sáng là vậy. Còn chơi chữ nữa. Tươi sáng là về ngoại hình. Nhớ vụ hít đất. Cũng là tạm thời khỏe mạnh. À, tạm thời khỏe mạnh. Rồi, vỗ tay. Thôi, đột chớp chút xíu thư giãn để cho nó vui. Và cũng để cho hai người có thể có cái cơ hội hiểu nhau được nhiều hơn. Dạ. Bây giờ là giây phút quan trọng để trước khi mà chúng ta quyết định bấm nút để có hẹn hò với nhau hay không. Thì giờ mời cho hai bạn 30 giây nhìn nhau một lần nữa. Và mỗi người sẽ nói cho nhau một điều cuối cùng trước khi ta bấm nút. Thôi em nói trước đi, nhường cho em. Em vượt đường xa đến đây và để tham gia cái chương trình này thì em cũng muốn tìm một cái hạnh phúc và tìm một cái người để cùng em đi suốt cái cuộc hành trình của cuộc sống này. Anh cũng muốn tới đây để kiếm một nửa của mình, yêu thương trọn đời, kiếm một người biết chia sẻ trong gia đình, chỉ đơn giản vậy thôi. Rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm ạ. Và bây giờ là thời khắc quan trọng đã đến ha. Chúng ta có những thời gian tuy là ngắn ngủi nhưng mà chị Tường nghĩ cũng đủ để mình cảm nhận được nhau. Thích hay không thích, rung động hay không rung động, thật sự ở cái nhìn đầu tiên là mình đã có cảm nhận trong lòng mình rồi. Hãy đưa ra cái câu trả lời theo như sự mách bảo của trái tim mình. Bấm nút là hẹn hò, là tìm hiểu để tiến tới hôn nhân. Còn nếu chúng ta cảm thấy không phù hợp thì chúng ta có quyền không bấm ha. Đây là quyền của các bạn. Nhắm mắt lại và sau 3 tiếng đếm với Tường thì đưa ra quyết định của mình nha. 1 2 3. Hết thời gian. Tại sao bạn nam không bấm? Nói chung thì bạn ấy cũng ở xa, không có cái điều kiện mình đi tới để tìm hiểu. Một cái nữa đó là cái tuổi của bạn cũng hợp với tuổi mình. Là coi tuổi hả? Là về tuổi hả? Là tuổi gì với tuổi gì? Ngựa với này là tuổi gì? Tuổi Tuất. Thì mạng quả với mạng thủy nó sẽ không hợp. Thì có hai vấn đề đó thì... Mình chưa vượt qua được. Chưa được. Anh rất là xin lỗi. Dạ, không có gì. Đó là cái suy nghĩ riêng của mỗi người, mình trân trọng thôi. Thì thật sự tôi thấy bạn trai này là một người rất là thẳng thắn, cũng rất là chân thành. Và anh nghĩ sao nói vậy thì như vậy, thà như vậy nó sẽ tốt hơn. Ok, cảm ơn hai bạn. Rồi, mời hai bạn đứng lên. Xin gửi tặng cho Khuyên một phần quà của chương trình để mình làm đẹp ha. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Tự tin hơn trong cuộc sống. Cảm ơn Khuyên. Rồi Tường cũng hy vọng là anh cũng sẽ sớm tìm được một nửa của mình. Chúc hai bạn sẽ sớm có được một cái hạnh phúc riêng. Cảm ơn quý vị đã luôn luôn theo dõi, đồng hành và ủng hộ và cho chương trình Hẹn Ăn Trưa. Bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết. Các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 8 giờ sáng thứ ba, thứ năm và 20 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media quý vị nhé. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika đến từ Nhật Bản đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.